xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma thì chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với một tác phẩm mới của tác giả tuấn vũ có tựa đề là sắc giấy gốc đa là một câu chuyện thưa quý vị rất hay thưa quý vị là trước khi đến với nội dung câu chuyện này thì cá nhân tôi xin được phép thay mặt cho ekip xin được gửi lời chúc đến quý vị một mùa noel nhiều sức khỏe nhiều niềm vui luôn luôn an lành và thánh đức và cũng xin kính chúc quý vị một năm mới, một năm dương lịch mới, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn sự chú ý đón xem và cảm ơn đến tình cảm của quý vị đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ ekip chúng tôi hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Sắc dây gốc đà của tác giả Tuấn Vũ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ khi mạng internet phát triển, kéo theo về sau là hàng loạt những trang mạng xã hội lớn nhỏ như là Facebook, là Twitter hay là Instagram. Được mở ra thì cũng là lúc đời sống của con người cũng như là tư duy về các nền văn hóa khác nhau được phổ biến ngày càng rộng rãi. Trên nền tảng số hóa lần đầu tiên người ta được biết đến những câu chuyện dân gian trong văn hóa của mỗi quốc gia thực sự đa dạng như thế nào. Nói riêng về chuyện cổ tích ở mỗi đất nước trong khu vực châu Á đã có đến cả trăm ngàn chuyện. Thế nhưng trong các nhánh nhỏ khác của văn hóa lại bao hàm luôn cả những mẫu chuyện kỳ dị lạ lùng và đôi khi mang đầy màu sắc huyền bí của thế giới quỷ ma. Thế giới của cõi âm và thế giới không dành cho người sống. Nhiều người từng quan niệm rằng văn hóa của dân gian Việt Nam không phát triển. Nhưng mà điều đó là hoàn toàn sai bởi một quốc gia có lịch sử cả ngàn năm như nước ta không thiếu gì những sự tích những truyền thuyết hay là thậm chí là mọi loại chuyện cổ kim nếu như ở trung quốc chỉ có liêu trai trí dị của bồ tùng linh là nổi tiếng thì ở việt nam còn có nhiều hơn tức là truyền kỳ mạn lục là lĩnh nam trích quái là viện điệt u linh nói chung mỗi tác giả lại là những người biên sử ghi chép lại nhiều mẩu chuyện mang màu sắc hoang đường kỳ bí dồn vào ngòi bút để lại cho hậu thế nhiều điều huyền hoặc mà cho đến nay chưa có lời giải thích ngày nay khi mà kinh tế thị trường ngày càng phát triển lối sống của con người ngày càng phụ thuộc nhiều vào máy móc công nghệ hiện đại khiến cho chúng ta trở nên vội vàng quên đi mất những góc khuất của cuộc đời vậy nhưng mà chỉ khoảng tầm ba chục năm trước đây khi mà những vùng nông thôn làng mạc còn chiếm diện tích tương đối lớn Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa còn chưa thực sự phát triển. Thủ đô Hà Nội mới chỉ là một thành phố với diện tích vô cùng nhỏ hẹp. Thế những câu chuyện ma quỷ tâm linh vẫn cứ chiếm lấy không gian sống của người Việt. Và những điều huyền bí ma quỷ vẫn là một đề tài mà trong bất cứ cuộc trà dư tiểu hậu nào, người ta cũng hay bắt gặp. Tôi là một người trẻ tuổi xuất thân từ dòng dõi bần cố nông, gia sản trước cách mạng tháng 8 không có đến một xu, và sống trong ngôi làng yên lộ thuộc địa giới tỉnh Hà Tây cũ, nhưng mà cũng không biết nên gọi là may hay là rồi, mà đã được tận mắt chứng kiến một câu chuyện dị thường xảy ra ở chính mảnh đất yên bình quê mình. nay cũng xin mạo muội kể lại để hầu bạn đọc. bây giờ tôi xin mời bạn đọc cùng tôi cùng bước chân vào sâu trong lũy chân làng yên lộ để tận hưởng cái cảm giác dùng mình kinh hãi, lông tóc sau đầu dựng đứng cả lên trong một buổi sáng sớm cuối đông giáp tết trên con đường vòng vèo bẩn thỉu đầy bùn đất và để dừng lại trước một gốc cây to ngẩng đầu trông lên thêm một xác người đang trâu lủng lẳng tiếng kéo kèn của sợi dây thừng to bản cọ sắt vào cành cây đa cổ thụ mọc bên trên ôm trọn một mô đất nhỏ làm cho những kẻ đứng phía dưới ai nấy đều sợ hãi người phát hiện ra cái xác chết treo chính là thằng cu lộ con của ông giáo hòe thằng bé ngày ngày có công việc chính là dắt trâu ra đồng cho ăn cỏ cùng đám bạn trong làng rồi trở về nhà nhưng mà sáng hôm nay bố mẹ của nó thì thằng cu lộ đi được chừng nửa tiếng thì tất tả trở về nhà bỏ luôn cả con trâu ở vệ đường hớt hải thông báo bản tin quái dị về một xác người thất cổ ngay dưới cây đa bình thường ông hòe bố nó mà biết nó dám bỏ cả con trâu cơ nghiệp duy nhất trong nhà để chạy đi thì có thi thằng cu sẽ ăn đòn nát đít nhưng mà hôm nay đương nhiên không phải như vậy ông đẩy thằng cu lộ vào nhà cuống cuồng lao sang hàng xóm chân tay khô liên loạn xạ bà con ra đây mà xem ở cây đa có người thất cổ bản tin như là xét đánh ngang tai khiến cho mọi người trong xóm đều nhất loạt chạy bổ ra ngoài người này nối gót người kia dân làng bổ ra kéo đi như chạy loạn và đúng như lời của thằng cu lộ nói dưới một cành đa đã mọc ở đây cả trăm tuổi đang có một xác người chết treo sợi dây thừng còn buộc chặt vào gốc cây kéo kẹt kêu lên mỗi khi có một cơn gió bức thổi qua làm cái thi thể phía dưới thân cây đung đưa như một quả chuông treo trong chùa người chết chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn cũn dưới trời đông rét mướt cây xác đã đổi hẳn sang màu tím tái chân tay cứng đờ như những nhánh cây Nồi đầy những sợi gân máu đen sì cái cổ của người chết đã bị trọng lực kéo giãn ra một đoạn, từng chừng dài cả găng tay, khiến cho cả cần cổ thu bé lại. Và sợi dây thừng càng được cớ xiết chặt hơn, làm cho khuôn mặt tím bầm vì ứ huyết. Trên khuôn mặt nhẵn nhụi không có dâu dưa ấy, người ta thấy mắt của cái sắc trợn lên, lòng đen hướng thẳng lên trời, như là muốn nhả tất cả nỗi oán hận và nhân thế trong mắt trắng dã thường ngày đã bị máu đọng dồn lên khiến nó đổi hẳn sang màu đỏ cả khuôn mặt người chết sưng to như là ong đốt sự thiết chặt của xây thần khiến cái lưỡi thè ra ngoài tím bầm như một miếng tiết luộc lùng lẳng ở bên ngoài bờ môi tái nhợt như thể người chết đang là một nụ cười ma quái để dọa dẫm những kẻ còn đang tại thế dân làng hỏi nhau tháo dây thần để hạ xác của người nằm xuống đất trong buổi sớm mở xương đã có kẻ đứng gần đó buột miệng thốt lên. Trời đất ơi, ai trông như là cái thằng lũy con của ông bà báu thế này? Một vài người khác vừa hiếu kỳ vừa tốt bụng súng lại quan sát và sau đó là liên tục những tiếng thở dài não ruột. Nơi cái lắc đầu thất vọng đưa lên để phụ họa và khẳng định lại lời xác nhận của người vừa nãy. Quả thần đang nằm cứng đờ trên nền đất thấm đẫm hơi xương chính là lũy anh thanh niên làng năm nay mới 24 tuổi, con trai duy nhất của ông bà Báu, một nông dân hiền hậu trong làng. Cái tin con trai của mình tự tử cũng đến tai của ông nhanh như làn gió cuối đông. Bà Báu sau khi biết con trai của mình vừa chết dưới cây đa cổ thụ, thì cũng ngừa người ngất liệm luôn đi, khiến cho mấy bà hàng xóm phải vội vàng đỡ dìu vào trong nhà. Đặt lên cái chóng tre trong buồng để cho ông Báu chạy ra ngoài bờ làng xác nhận đưa con về chôn cất. Sự việc diễn ra quá đỗi đột ngột khiến cho ông bà như một kẻ ngẩn ngơ, cứ đứng đực mặt ra nhìn sắc con trai mới hơn 20 tuổi, mà ông bà đặt hết tình thương, bây giờ đã cứng đờ hóa ra người thiên cổ. Mãi một lúc sau, ông báo Mỹ Hòa khóc nhào lại ôm lấy xác của đứa con trai. Con ơi, sao lại lại rong nỗi này hả? Sao mày dạy rồi thế này hả Lũy ơi? Tàu đớn cho tôi chưa? Trời đất ơi! Tiếng khóc oan vang vọng trời đất làm cho cả đám đông khi đứng bu quanh ai cũng phải mùi lòng rơi lệ. Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bao giờ cũng thế, cũng chan hòa nước mắt, nhiều khi lại thấm đẫm cả những sự hối hận muộn màng về những điều bố mẹ chưa làm được cho con cái. Ai trong thế cảnh một người đàn ông trung tuổi đang khóc ngất lên, ôm sắc của con cũng phải dùng mình quay đi để che giấu dòng nước mắt. Cái xác cứng đờ của Lũy thì chẳng hề có phản ứng gì, như thể người con trai ấy không biết được rằng việc mình chết đi đã khiến hai mảnh đời giả nua thêm vất vả. Một vài đồng chí công an trong xã cũng có mặt ngay sau đó khi mà nhận được tin báo có người chết dưới gốc cây đa. Họ kiên nhẫn đợi ông báo khóc thêm một lúc rồi mới tiến lại nhỏ giọng khuyên. Chú ơi, chú về nghỉ ngơi đi. Bây giờ việc này do bên chúc cháu xử lý. Ông báo ban đầu còn chưa hiểu gì nhưng đã thấy mấy đồng chí mà cảnh phục đội mũ mão trang nghiêm thì cũng gật đầu nhẹ nhàng đặt cái xác xuống nền đất ẩm thấm đẫm hơi xương ông biết con trai của ông thất cổ tự tử cần phải có cơ quan chức năng vào cuộc họ muốn tìm hiểu xem con trai của ông chết có thật là tự sát hay là vì oán thù nào đó khiến cho kẻ thù ác ra tay kết liễu mạng sống rồi lập hiện trường giả hỏng chối tội nhưng sau khi được cái thi thể của lũy đi khám nghiệm cẩn thận bảo vệ hiện trường, điều tra từng ly từng tí. Nhưng người ta kết luận một điều khiến cho ông Báu và vợ của mình đau lòng ra giết. Đó là chẳng có ai giết lũy cả. Cậu cố tình tự tử vì sợi dây thòng lỏng chi chít những dấu vân tay, mà cũng chính do lũy tự mua dây thừng kết lại. Thông tin như là xếp đánh ngang tai khiến cho ông Báu vô cùng đau khổ. Thà rằng con trai của họ bị ai đó hại chết, còn hơn là do nó tự cho đầu vật thòng lỏng. Bà báo mấy ngày hôm nay đã mất ăn mất ngủ, người gầy dọc hẳn đi, tưởng chừng chỉ còn mỗi da bọc xương. Việc hay tin con trai của mình tự tử như một cú đá bồi vào đầu óc vẫn còn đang hoảng loạn của bà, khiến cho bà đổ vật ngay xuống nền như một cây khô vừa bị người ta đốn hạ. Ông báo thì không như vợ, bản thân của ông cũng hơi ngờ ngợ đoán ra, nguyên nhân từ trước cho nên không tỏ ra quá đỗi kinh ngạc hãi hùng. Ông chỉ đau đớn xót xa vì từ nay Con trai của mình đã thành người thiên cổ Bỏ lại hai ông bà già không có người cầu cảnh Và dại dột chấm dứt cuộc đời Chỉ vì một nguyên nhân có đỗi tầm thường Nguyên nhân ấy không phải chỉ mình ông Mà cả làng yên lộ này đều biết Đó là cái đám cưới linh đình Đến cả trăm mâm của gia đình cô Huê Người yêu cũ của Lũy vừa lên xe hoa cách đó một tuần Lũy và Huê từ lâu đã là một cặp trời sinh của làng ai ai cũng tưởng rằng họ không sớm thì muộn cũng trở thành đôi. Là một cặp trời sinh là bởi cả hai gia đình đều không giàu có, thậm chí còn có thể nói là rất nghèo. Ở làng này hiếm có gia đình nào mà hoàn cảnh lại túng bấn như nhà của đôi trai gái. Muốn chấm dứt cái cảnh nợ nần chồng chất từ đời ông chuyển sang đời bố, cả hai cùng dắt díu nhau lên thành phố để làm ăn. Lũy thì làm công nhân cho một xưởng hàn xì, còn huê thì làm thợ may ở trên phố hai người ngày ngày vẫn cố gắng sắp xếp gặp gỡ nhau rủ nhau đi chơi và dạo phố những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một mối tình viên mãn keo sơn thế nhưng gần đây lũy mới biết tin người yêu của mình đã rơi vào vòng tay của đông một cậu thanh niên nhà có điều kiện trong làng cuộc tình xui rủi ấy xuất phát từ một buổi đông lên thành phố chơi cậu được bạn của mình đưa vật thợ may để may một bộ đồ tây sang trọng hàng may ấy lại tình cờ chính ở chỗ Huê làm việc. Viễn khách tha hương ngộ cố chi, lâu lắm rồi Huệ không trở về làng, chẳng có tin tức gì của anh em họ hàng trong xóm, cho nên cứ tiếu tít bên cạnh đông, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hai người đến với nhau như một định mệnh an bài, từ đó cứ thỉnh thoảng đông lại lấy xe đạp để đi lên thành phố. Gia đình cũng giàu có nên chỉ một thời gian sau đồng đã mua được một chiếc xe cúp có giá cả bạc vạn lúc bấy giờ để đưa đón huê mỗi khi có dịp lũy ngay tình chẳng hay biết gì đến cuộc tình vụng trộm sai cháy ấy cứ ngày ngày dại khờ đội bộ hoặc bắt tàu điện từ sườn hàn đến hiệu may mang cho huê những que kem rẻ tiền những món quà chẳng hề có giá trị mà không hề mảy may biết được rằng người yêu của mình đang xây đắm cái yên xe bọc ra sang trọng Từng máy đồ đều đều êm du Của chiếc xe cúp kim vàng giọt lệ Đáng giá cả gia tài Mà suốt đời này có khi Lũy không mua nổi Thế rồi cái gì đến cũng đến Tháng trước khi mà Lũy cầm tay Của người tình đi bộ Trên con đường cổ ngư Định ngỏ vài lời tình tứ Thì chính Nguyên đã sụt xịt nước mắt Rồi thổ lộ cho Lũy biết Cái hùng tiền xét đánh Em phải đi lấy chồng anh à Nhưng cái tâm hồn của em thì mãi mãi vẫn là của anh Lý choáng váng giật mình anh Anh cay đắng nhìn Huy dạo bước đi nhanh Như để tránh né một điều làm cô hối hận Miệng của anh nhếch lên mà anh không thể nào cười nổi Có cười được thì cũng chỉ là cái cười chua chát mà thôi Quay hàm của Lý bệnh ra Làn ra mặt bong chóc vì khói hàn Vốn đã đỏ nên lại càng đỏ gay hơn Lý thấy mình như một thằng dở hơi Một thằng khờ bị phản bội quá lâu mà không biết nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn yêu thương huê nhiều quá anh đã dại dột nghĩ rằng mình sẽ tìm huê đuổi theo cô thuyết phục người tình của mình bằng cái thứ tình yêu chân thật không giả trá mang một câu chuyện túp lều tranh hai trái tim vàng hòng níu kéo mối tình bốn năm trở lại với mình cùng nhau xây dựng tương lai cư cực có rau ăn rau có cháo ăn cháo như cả hai người từng thể non hẹn biển nhưng mà năm lần bảy lượt lũy đứng chờ cửa tiệm may đều chỉ nhận được cái nhìn lạ lùng xa cách của huê anh đau đớn lắm nhưng vẫn kiên trì một cách ngoan cố như con dã chàng xe cắt biển đông được bao nhiêu sóng đánh vào bờ lại cuốn trôi hết vào lòng con nước lần cuối cùng lũy đứng trước cửa hiệu may trời đã vào đông mưa rơi giả xích buồn tênh người con trai si tình khờ dại đứng ngẩn ngơ bên vệ đường tay cầm bó hoa hồng trắng như minh chứng của tình yêu trinh bạch không vụ lợi từng giọt mưa rơi xuống thấm đẫm mái tóc và bộ quần áo công nhân xanh nước biển đặt cũ mềm rách dưới, thùng lỗ chỗ vì quê hàn nóng bỏng lưới đứng giữa trời mưa tầm tã không thèm để ý đến những người đi đường vội vã ai cũng lắc đầu nhìn anh khi si tình đến độ khờ khạo dại dột cố chấp của anh càng khiến cho huy chán ngán giá như anh không làm vậy thì còn được người phụ nữ bạc tình kia ném cho một vài trinh tôn trọng nhưng nay anh đã quá lụy tình cái lụy tình của anh cộng với cái lệnh nhạt của huê khiến chính bà chủ hiệu may cảm thấy áy náy bà tần ngần rất lâu rồi mở chiếc ô lững thững bước sang bên kia đường tỉ tê khuyên nhủ như bảo lũy trở về nhà bởi vì bây giờ anh có làm gì thì cũng đã quá muộn màng giấy đăng ký kết hôn thiệp mời đã xong đã gửi đi khắp nơi và người yêu của Huê cũng thuộc hạng tế gia vọng tộc, chứ không nghèo kết xác như anh. Trong làn mưa lạnh cóng trái tim và cơ thể của Lũy như đã gần chết cứng, không gian bồng bềnh như một cái thuyền trôi trên bể khổ của cuộc đời và đang dần chìm đắm vào cõi mộng nửa hư nửa thực. Lý trở về quê trong ngày đám cưới của Huê, anh đến nhà gái trong bộ đồ công nhân bạc phách, Đau đớn đứng xa nhìn cô dâu mới và người chồng ăn mặc bảnh bao sang trọng, trái ngược hẳn với phong cách quê kịch nghèo túng của anh. Chiếc xe cúp kim vàng giọt lệ thành một chiếc xe dâu. bọn trẻ con kéo nhau gieo hòa ẩm mỹ vì chẳng mấy khi thấy cảnh cưới xin náo nhiệt thế này. Trong dạp cưới, người ta nô nức chúc tụng nhau trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long Vui tươi cười nói quên đi hết những ký ức của một thời khổ sở giao cháo có nhau còn là chim đã hết thì bẻ gãy cung tên có mới ắt phải nơi cũ hoạn nạn có thể ở cùng nhau nhưng khi an lạc thì qua cầu rút ván trong đám cưới linh đình nhộn nhịp ấy chẳng ai để ý một kẻ thất thểu đứng mãi ngoài mé đê nhìn xuống hội hôn bằng con mắt đau đớn thất vọng ê chề pha lẫn một mối hận đầm đìa trong tâm thức những việc sau đó thì ai cũng biết Lũy đã chọn phương án tiêu cực để rồi cuối cùng chấm dứt tất cả nỗi đau đang đè nặng trong suy tưởng bằng một sợi dây thòng lọng buộc chặt dưới quay hàm. Để cái xác treo lủng lẳng dưới thân cây đa cổ thụ cho bản dân thiên hạ nom thấy như một minh chứng hãi hùng về tình yêu tuyệt vọng của Lũy dành cho Huy Đám ma của Lũy là một biến cố gây chấn động cả làng yên lộ. Bởi thế mà hầu như cả làng đều kéo đến tiễn đưa trời hôm ấy cũng lâm thâm mưa phùn giả dích như cái ngày lũy đứng trước cửa hiệu may nhìn huê lần cuối nhưng bây giờ thì anh không nhìn được nữa bởi lũy đã là một chiếc xác không hồn nằm cứng đơ trong sáu tấm ván của áo quan chỉ chờ mang ra đồng để hạ huyệt bên cạnh cái hòm gỗ lạnh lùng bà báo đang ngồi thẫn thờ nước mắt vẫn còn đang tuôn trào bên gò má tái nhợt vì xúc động ông báo cũng đau lòng đứng bên cạnh áo quan buồn bã nhìn những người hàng xóm láng giềng đến thắp cho lũy một nén hương để tiến đưa vong linh của người con trai dại dột về bên kia thế giới. Bỗng trong đám tang có vài người họ hàng kéo tay của bà báu nhẹ giọng nói Kìa chị, con con Huê nó đến kìa. Vừa nghe thấy tên của đứa con gái phụ bạc gián tiếp gây nên cái chết thương tâm của con trai bà báu đứng vụt dậy mặt sát lại và đôi mắt trợn trừng lao ra ngoài chỉ tay vào mặt huê mà mắng mày mày còn đến đây làm gì mày còn vác cái mặt sân đây làm gì chứ vì mày mà con tao chết oan mày giết chết con tao mày biết không một vài người tốt bụng lao lại kéo tay của bà báu lôi bà về nhà bởi họ hiểu rằng cái chuyện duyên số ở đời không thể cưỡng cầu mà có thật ra hành động tự tử vì tình của lũy chỉ là một sự bùng phát của tâm trí chưa được bình tĩnh chưa được trưởng thành cho nên mới dại dột tự kết liễu cuộc đời của mình khi biết tin người yêu cũ lên xe hoa đi lấy chồng. Chứ đâu phải là tội vạ hoàn toàn là ở Huê. Trên đời này có biết bao nhiêu cuộc tình như thế, nhưng có phải ai cũng chọn cách tiêu cực như lũy đâu. Bà trách Huê giết con trai của mình như vậy thì không phải. Hơn nữa dù gì thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Xác con của bà vẫn còn nằm kia, người ta đến thắp cho một nén hương bà có thể không thông cảm nhưng cũng là hành động cầu xin người đã khuất cho mình hối cải lỗi lầm. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nhưng mà ai cản mặc ai, bà báo quá đỗi khổ sở vì mất con, đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Một lần nữa bà lại chỉ thẳng tay vào mặt cổ Huê mà chửi. Thiền trừ cha cái con đi lăng loạn mặt kiếp tham vàng bỏ ngài. Còn chạy tao dắt díu mày lên thành phố trên tỉnh. Xin việc cho mày. Bao nhiêu tiền bạc nó kiếm được cũng để vun vén cho mày. Thế mà mày nỡ lòng nào mà phụ bạc nó hả? Những lời cuối cùng của bà nói trong tiếng nước nghẹn ngào ai oán và chính Huê dường như cũng mang mặc cảm đã gián tiếp gây nên cái chết cho lũy cho nên đau đớn lắc đầu chắp hai tay trước ngực cúi đầu nức nở nói Cháu cháu xin cô cho cháu thắp cho anh lũy một nén hương ạ à? Nhưng bà báo không muốn thấy mặt của Huê cho nên lại chỉ tay mắng lớn Mày cút cay đi vì mày mà con tao chết không nhắm mắt Mày còn đòi hương khói cái gì Ông báo từ nãy đến giờ Nghe hết cuộc đối thoại chửi bới của hai người Lại nghe được cả những lời khuyên can Của làng xóm láng giềng Không biết là vợ của mình như thế là không phải Cho nên nông lật đật rẽ đám đông Kéo tay vợ nhẹ nhàng nói Thôi bà à Con mình nó còn nằm kia kìa Bà để cho nó ăn nghỉ mà ra đi Cháu nữa Tôi dù gì thì việc cũng rồi Cháu về đi lại thêm một vài người nữa đứng sau lưng của Huê cũng giật giật cánh tay khuyên cô nên trở về. Chứ đừng nán lại ở đây để làm tăng ra thêm phần bối rối. Huê hiểu ý đành lùi thủi cất bước ra đi để lại sau lưng những ánh mắt nhìn theo và những cái đầu chán nản. Ông báo cũng như vợ của mình có ác cảm nặng nề đối với cô con dâu hột sau cái chết dại dột của lũy. Nhưng mà ông Báu thì còn tỉnh táo hơn, không đánh giá một cách phiến diện vấn đề bởi có lẽ lũy đã có thể làm nhiều việc khác thay vì thò đầu và sợi dây thòng lọng để cho cổ chết thậm chí lũy mới chỉ có 24, cái tuổi mà người ta còn hừng hực khí thế để lấy vợ sinh con và chẳng bao giờ lo buồn về mối tình vật vãnh nói ra một cách thẳng thừng thì lũy chết là do tâm lý yếu đuối của lũy mà thôi chứ làm sao huy có thể ngờ được trên đời này lại có một người thất cổ chỉ vì tình nhân đi lấy chồng Bây giờ vợ của ông càng gào thét thì lại càng khiến cho hàng xóm láng giềng chê cười. Thằng con tận mạng đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia mà thôi. Thế Huê đã đi khỏi sân, ông báo lắc đầu quay trở vào nhà, kéo theo bà vợ vẫn đang đầm đìa nước mắt. Hai tay của bà run lên lẩy bẩy như người ta mắc chứng động kinh, rút từ từ trong bó hương ra ba que rồi châm lửa. Bà báo vậy cho đống lửa tàn đi, khói bốc lên mới cắm vào bát hương đang nghi ngút. Tay của bà chắp lại với nhau, miệng run rẩy chuẩn bị khấn vài lời cho vong linh con trai vừa mới yểu tử. Nhưng bất ngờ ba que hương bà vừa mới cắm, bỗng bùng lên một ngọn lửa. Trong phút chốc khiến cho cả bát hương cũng bốc cháy dữ dội theo. Đạo khách đến viếng cùng hai vợ chồng của ông bà báo đều sững sờ kinh ngạc, vội lùi lại đằng sau. Có người yếu bóng vía tái mặt há mồm, cả nào mê tín còn liên tục chấp tay khấn vái bà báo chưa xót nhìn qua ngọn lửa trông thấy cái áo quan đựng xác của lũy dường như rung lên dữ dội mà trong lòng đau như cắt nước mắt của bà lại một lần nữa chảy ra trên đôi gò má phút chốc lại bật thành tiếng khóc than não ruột trời đất ơi con đây là con con sống cô thắc thiêng về để chứng giám cho lòng cha mẹ sao con nữ bỏ bố mẹ mà đi sớm thế hả lũy ơi từ ngoài cửa một cơn gió bấc lùa vào thúc cho ngọn lửa lại cháy lớn hơn, cuồn cuộn như là một cơn lốc xoáy vòng tròn từ dưới gốc bùng lên. Bức di ảnh trắng đen của lũy bị ngọn cơn cùng phong kéo đổ lật úp xuống nắp quan tài. Lớp kính bên ngoài vỡ ra khiến cả đám đông đang lâm dâm khấn nguyện bắt đầu im bặt tiếng khóc. Người ta nghĩ rằng vong hồn của lũy hiện về để báo oán vì sự xuất hiện của Huê làm cho người chết tức giận. Nhưng đó chỉ là cách lý giải của những người mê tín. Nhiều kẻ khác vững tâm hơn thì chỉ đơn giản nghĩ. Đó là một hiện tượng tự nhiên trùng hợp xảy ra, đúng vào cái lúc tăng già bối rối. Thế nhưng mà số người vững tâm như vậy thì ít thôi, còn lại ai cũng tin đó là sức mạnh của vong hồn. Cái sự oan khuất của kẻ phải thất cổ tự tử vì người tình phụ bạc. Mãi cho đến một lúc sau, ngọn lửa kia mới tắt, mấy chỗ quê hương đã cháy thành cho tàn lội phủ kín cả một góc hương án bàn thờ như lớp xương người trong lò thiêu hoàn vũ nhiều người khi ấy mới dần tĩnh tâm nén lòng khỏi sợ vì ai cũng tin là hồn ma của lũy vừa hiện về theo cơn gió hôm sau chôn lũy xong hai vợ chồng của ông bà báu trở về ngôi nhà với nỗi hiu quạnh dày đặc chung quanh chỉ có một niềm an ủi duy nhất đó là dần này lũy đã mồ yên mà đẹp nằm lại tại nghĩa trang của làng yên lộ buổi tối ngày hôm ấy bà báo thắp hương cho con rồi vào trong buồng đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi đãi cơm những người phụ giúp đám tang ở nhà ngoài ông báo đang một mình thu dọn kê lại bàn ghế sau khi khách đã ra về căn nhà trống vắng lạ thường mặc dù bao nhiêu lâu nay nó vẫn như vậy vì không có mật lũy từ khi lũy lên tỉnh làm nghề hàn xì sì trong xưởng cơ khí Diện tích căn nhà vốn nhỏ mà đêm nay Ông thấy nó thanh thang đến độ lạnh lẽo Trong buồng bà báo với tay buông màn rồi mệt mỏi nằm xuống Trong khoảnh khắc nhìn qua cửa sổ Thì bà bỗng giật mình chết lặng Khi thế lũy đứng ở mé sau Tựa đầu vào một thân cây trong vườn Đôi mắt u buồn nhìn bà đầy khẩn khoản Xa xa trong mảnh vườn nhỏ Màn sương âm mưu như là khói phủ bỗng tràn lên che mờ cảnh vật khiến cho khung khảnh vốn đã lạnh lẽo tiêu điều nay lại càng rùng rợn hoang vu như có pha lẫn mùi từ khí gió thổi tung mái tóc lòa xòa phụ họa xung quanh là những tàu lá chuối đang rung lên phần phật trông dáng vẻ của lũy như thể đang đung đưa qua lại nhưng vẫn vướng phải sợi dây thòng lọng trên cần cổ bà báo hồi hộp nhòm người dậy thò tay qua cửa sổ vẫy gọi con con về đi hả lại đây với mẹ lũy ơi lũy vẫn đứng yên từ hai bên mép dòng máu đen xì đặc quánh như nhựa đường bỗng từ từ dì ra chạy đầy xuống hai bên ngực áo thấm da loang đổ như một vệt dầu làm cái bóng trắng điêu linh của lũy càng trở nên ma mị bà báo chua xót nhìn thảm cảnh tang thương nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại một lần nữa trào ra ôi con thôi sao lại đi đông nỗi này con bà cố gắng vùng dậy chạy ra ngoài toan kéo lũy vào trong nhà nhưng đôi chân của bà như thể bị dính cứng dưới giường không tài nào cựa quậy được cái sức mạnh vô hình ấy như một tảng đá ngàn cân để bà xuống khiến cho bà lực bất tổng tâm nhìn con trai của mình đổi thổi đứng ở ngoài vườn lũy nhìn mẹ bằng đôi mắt ẩn ngực nước khuôn mặt xám ngoét đến mức giận người bà đau đớn nhìn nước mắt của con trai lại ứa ra vì giọng của lũy run rẩy nói mẹ ơi con bất hiếu xin bố mẹ tha tội cho con xét lời thì từ phía sau lưng của lũy có hai bóng người mà bà chưa bao giờ trông thấy mặt trong làng. Từ từ xuất hiện trong vườn chuối um tùm. Họ đứng lại phía sau lũy chừng vài mét rồi cả ba người quay người mở dần nhạt dần rồi tan biến vào trong màn đêm lạnh lùng khoảnh khắc. Bà cố sức vùng vẫy toan bật dậy đuổi theo. Mãi một lúc sau mới tròn tỉnh dậy. Mồ hôi mồ kê đầm đìa Bà ngoái người nhìn ra cửa sổ thì vẫn chỉ một màn đêm thăm thẳm âm mưu lạnh lẽo đến độ giận người. Và đương nhiên không hề có ai lẩn khuất. Nghe thấy vợ của mình đang rằng co dữ dội la hét váng cả nhà. Ông báo vội vã chạy vào câu mày hỏi. Sao tự nhiên lại rú ầm cả nhà lên thế? Vừa thấy chồng vào bà báo nước mắt lưng chồng kể lại đầu đuôi sự việc. Nhưng ông báo không tin, buồn buồn nhìn vợ rồi nói nhỏ. Thôi bà, con mình mất rồi để cho nó mồ yên mà đẹp chứ cái chuyện mộng mị biết thế nào mà tin bà cứ thế này nó ở dưới suối vàng nó cũng không được xuôi tay nhắm mắt đâu bà báo nghe chồng nói chưa dứt câu thì đã chen ngang vào cãi dòng ấm ức pha lẫn cả nước mắt nhưng mà nó đã xuống đến suối vàng đâu mà xuôi tay với chạy nhắm mắt nó vẫn còn lẩn khuất ở ngoài vườn cái kia, kia câu nói của bà làm cho cả ông báo cũng dùng mình tái mặt Ông đưa mắt trông ra mảnh vườn chuối rậm rạp trước nhà. Trong bóng đêm dày đặc từng tàu lá chuối đung đưa xào xạc theo từng cơn gió, y như những bóng người đang hòa cùng màn đêm dày đặc, chăm chú theo dõi hai ông bà. Thì ý tưởng ấy khiến cho ông hơi rùng mình, với tay khép chặt cánh cửa sổ lại. Bà báo biết không thể thuyết phục được chồng đành nằm xuống quay nghiêng người áp sát mặt vào tường, như là một người đang giản dỗi chỉ một lúc sau sự uể oải mệt mỏi ấy sau mấy ngày làm đám ma đã khiến cho cả hai vợ chồng bà chìm sâu vào giấc ngủ trời vẫn còn tờ mờ sáng hơi sương vẫn còn chưa tan đi ông báo vẫn đang nằm co do trên giường với tấm chăn đắp lên ngang ngực thì bị đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc của một giọng đàn ông vang lên từ ngoài cổng ông báo ông báo ơi dậy chưa ông lồm cồm ngồi dậy hai tay rụi rụi mắt Câu có toàn thỏ chân xuống giường mở cổng, Nhưng hóa ra thì bà báo đã dậy trước Đang vấn tóc ngoái cổ lại nói với chồng Ông cứ nằm đi Để tôi xem mai cần gì mà đánh thức mình sớm thế Nói dứt lời bà báo lật đật mở cánh cửa buồng vừa đi vừa gọi Đây đây dậy rồi đây ai đây À có cái việc gì mà sang tìm nhà tôi sớm thế hả Người kia đứng ngoài cổng ngõ thấy trong nhà đã có bà báo thức giấc Thì kiếng chân nghền cổ trông vào mái tóc hoa dâm bù xù ló lên khỏi lớp hàng rào thưa thớt để lộ ra khuôn mặt quen quen tôi tôi đây giáo hòe bà báo nhận ra người cùng xóm ngạc nhiên sững sờ vài giây rồi mới vội vàng chạy nhanh ra mở cổng sao bác có việc gì mà tìm nhà em sớm thế hả ôi trời đất ơi bác bị ngã hay sao thế này bà báo ngạc nhiên cũng phải là bởi vì trên người của ông giáo làng bê bết bùn đất y như vừa mới lội đồng lội ruộng về nhiều chỗ trên mặt vẫn còn ướt ướt và mái tóc hoa dâm của ông còn dính bết vào nhau như lâu ngày không trải gội người ông giáo vốn có tiếng là sạch sẽ trong làng ấy thế mà lúc này vừa tanh vừa bẩn ông giáo hòe chính là bố của thằng cu lộ mấy hôm trước tìm xác của anh lũy chết trèo xin gốc đa ông giáo hòe lắc đầu mặt mũi tái nhợt run giọng nói khổ lắm nữa bà lấy cho tôi xin gáo nước mưa khô cổ quá ông báo nhà mình dậy chưa hả Bà còn chưa kịp trả lời đã ngoái cổ trông lại phía sau vì tiếng dép lẹt xẹt kéo lê trên sàn gạch. Nhắc cho cả hai người biết ông chồng của bà cũng vừa ngủ dậy. Mắt nhắm mắt mở đi ra sân. Ông báo nhìn lão giáo hòe cũng ngạc nhiên có cùng một câu hỏi như bà vợ. Ây chết! Bác đi đâu mà người ngợm lấm lem hết cả thế hả? Bà báo nhớ lại mong muốn của người hàng xóm tất tạ chạy vào trong nhà lấy cho ông giáo hòe cốc nước vối Ông giáo có vẻ đánh mất hết lễ nghi thường thấy Uống một hơi cạn sạch Rồi trả lại cho bà báu cái cốc thủy tinh liên xô Ông giáo lắc đầu theo một thói quen khó sửa Rồi mới trầm giọng kể lại Tôi... tôi đêm qua có sang chỗ nhà người quen ăn cỗ Nhưng mà lỡ uống quá chén cho nên là phải ngủ lại Sáng nay mới về Thế nhưng mà cái lúc mà đi ngang qua cái đa đầu làng ấy, Thì tôi trông thấy cậu lũy nhà mình Lại còn đang treo lồng lẳng ngay chỗ cái cảnh cây hôm nọ Hai vợ chồng của ông báo nghe thấy như vậy thì đã biết có chuyện chẳng lành. Rồi lại được ông bật mí về đứa con trai thì cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Cái gì à? Bác nói thế là sao? Ông giáo chấp chép miệng cao mày lại nói. Còn sao nữa? Tôi trông thấy cậu lũy nhà mình chính mắt tôi đi này. Chính mắt tôi đây. Thấy cậu lũy nhà mình lùng lẳng ở trên cây. Tôi hãy quá chạy một mạch về đây. Bán sống bán chết ngã rúi rụi đến cả mấy lần để báo tin cho ông bà biết đấy vợ chồng của ông báo tái mà giật mình quay lại nhìn nhau như không thể tin chuyện vừa rồi là có thật thế nhưng ở cái làng này ai cũng biết ông giáo hòe là người vô cùng uy tín tuy rằng đã thôi đi dạy chữ cho bọn trẻ con ở trường làng từ lâu nhưng người ta vẫn giữ được cái truyền thống bắc kỳ tôn trọng những người có nhiều chữ nghĩa cho nên vẫn lễ phép gọi ông là ông giáo quả có vậy ông giáo hòe không chỉ đọc nhiều sách lại vốn không tin những chuyện dị đoan ma quỷ luôn đưa ra những lý giải cho những tin đồn hoang đường bằng những lý luận hết sức khoa học. Ông giáo cũng là người khá kiệm lời, ngày xưa nổi tiếng là một người nghiêm khắc trong trường làng, đến cả người lớn cũng còn phải kiêng nể. Bởi thế mà ông nói ra câu nào là chắc như đinh đóng cột, không thừa thiếu mà cũng không thêm bớt được. Chuyện ông đã đích thân kể lại thì át hẳn phải có, cho nên ông mới nói chứ ông giáo hòe không phải là hạng người ngồi lê đôi mách dối việc để làm trò. Ông giáo theo chân của hai vợ chồng vào nhà, nét mặt vẫn còn chấm ngâm tái mét, và lẫn cả nỗi kinh hoàng hoảng sợ, lẫn sự tò mò hiếu kỳ như vừa phát ra một điều gì đó mới lạ. Ông cảm thấy như vậy cũng phải là bởi ông vốn là một người ít tin dị đoan. Ngày hôm qua sau khi đưa con trai của ông báo ra đồng hạ huyệt, ông giáo lại sang làng bên ăn cỗ của một người cùng họ. Chén chú chân anh qua đưa mời lại Thành ra ông say quá phải ở lại qua đêm Nhưng mà sáng sớm nay khi trời còn mờ sương Gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ hai Ông đã bỏ dậy xin phép gia chủ trở về nhà Mà kệ ngoài trời vẫn còn đang rét mướt Ông chống cái ba toan xuống con đường đất còn đậm ướt hơi sương Cứ tha thần đi chẳng hề nghĩ ngợi Đến lúc gần cổng làng đáng ra ông còn phải rẽ sang con đường bên cạnh Để về nhà cho dễ nhưng mà nghĩ ngợi thế nào ông lại chọn đi thẳng theo hướng còn lại. Vòng qua gốc đa rồi mới đi tắt về ruộng của nhà. Cái cây đa cổ thụ đến hàng trăm năm tuổi ấy vừa mới cách đây vài ngày đã chứng kiến một thảm kịch rùng rợn. Và một trong những cảnh cây ấy cũng chính là nơi mà lũy tìm đến cái chết bằng sự dịch thầm lặng. Người nông dân thời ấy vẫn còn yếu bóng vía lắm. Sau biến cố đó thì ai cũng tỏ ra ghê sợ gốc đa này. Bọn trẻ chăn trâu trong số đó có cả con của ông Hòa là thằng cu lộ cũng tờn. Không dám lần quẩn loanh quanh chơi dưới gốc đa. Hay nghỉ ngơi hóng mát như mọi bận. Chính vì cái sự sợ sệt vớ vẩn ấy mà ông giáo nhân cái lúc vẫn còn trách trắng hơi men quyết định tạt qua gốc đa lúc buổi sớm tinh sương để xem có gì phải khiến cho con người ta ghi sợ. Trẻ đông xe sát từng cơn gió bắc thổi qua lạnh bút từ những làn xương mù trắng đục thấm nhanh vào da thịt, khiến cho ông giáo hòe chưa đến gần gốc đa, đã run rẩy từng cơn, không hiểu vì rét hay là vì sợ. Mặt của ông hơi tái lại, men rượu trong người ban nãy khiến cho ông bừng tỉnh khí thế. Này đã tan nhanh chóng theo từng cơn gió vù vù thổi qua. Bước chân của ông cứ chậm dần và dừng hẳn lại, khi chỉ còn cách cây đa đầu làng hơn chục bước. Ông hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nheo lại vì làn sương mù tự nhiên dày đặc che kín cả không gian, khiến cho ông không thể trông rõ bất cứ thứ gì. Nhưng mà giữa lúc ấy một luồng gió lạnh lạnh từ ngoài đồng trống không, thổi ùa tới làm cho ông giáo co rúm lại, run lên bẩn bật và cũng khiến cho làn sương kỳ dị kia tan loang đi bớt. Để lộ ra lùng lặng trên cành cây, một sắc người cứng đờ đung đưa theo từng cơn gió, Ông giáo hòe kinh ngạc hãi hùng buông rơi cả cây ba ton, chóng váng giật mình, ngã hẳn người xuống đất. Đít quần bê bết buồn và hơi sưng động lại, thêm một lần nữa thấm nhanh qua cơ thể. Nhưng ông không để ý, bởi trước mặt của ông cây xác của người kia vẫn còn đang lùng lặng và gây sợ hơn. Lần này khi mà ngẩng đầu trông lên, thì nó còn treo ở một cành cây gần ông hơn nữa. Khoảng cách giữa ông và cái thi thể cứng đờ kia chỉ chừng 2 mét, trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm tinh xương vẫn đủ khiến cho ông nhận ra người chết không phải ai xa lạ mà chính là lũy con trai của ông báu kẻ đã thiệt mạng vì sợi dây oan nghiệt cách đó ít lâu đương nhiên là thế dẫu rằng khuôn mặt của người chết trông có vẻ sưng phủ căng trướng tím tái như một củ khoai môn cái lưỡi xám xịt kia vẫn thè dài ra một cách quái đản thì ông giáo vẫn nhận ra ngay đó là con trai của ông báu chỉ vài hôm trước đây chính thằng cu lộ nhà ông đã phát hiện ra cây xác. Cũng chỉ mới hôm qua thôi, ông và cả làng yên lộ này đã đưa thằng lũy ra đồng an táng, mồ yên mà đẹp sông xuôi. Thế thì làm sao giờ này nó còn lủng lẳng được ở đây? Ông tự hỏi chính mình rồi đảo mắt nhìn quanh như sợ có kẻ nào đang cố tình trêu chọc. Nhưng mà sáng sớm tinh mơ thế này, mấy lão đánh rầm thì đã về ngủ hết, trẻ con hàng xóm đương nhiên chưa đứa nào thức giấc thì làm gì có ai bày trò ma mãnh thế này cơ say ban nãy vẫn còn đang chết choáng ấy vậy mà bây giờ đã tan biến đi cả để cho ông một tâm trí tỉnh táo nhưng sợ hãi đến tái cả người ông trần mắt nhìn cái sắc chết treo vẫn còn đang lủng lẳng cuống cuồng vồ lấy cái ba tong mặc kệ bộ quần áo lấm lem bùn đất để co giò chạy ông vừa trông thấy hai lòng đen trong mắt tử thi từ từ chảy xuống dưới để nhìn thẳng vào ông một cái nhìn kỳ quái Chính vì lẽ đó mà ông mới vội vàng bán sống bán chết chạy vì làng để kể ngay cho vợ chồng ông bà báo nghe đầu đuôi câu chuyện. Trong căn nhà lá chanh vách đất của hai vợ chồng ông báo, ông giáo hòe vẫn còn đang cầm cốc nước vối nhưng không uống nữa. Khuôn mặt ra chiều nghĩ ngợi nhìn ra ngoài khoảng sân nhỏ hẹp và cái vườn chuối um tùm trước cửa. Bà báo vẫn sụt xịt thì mũi sau khi đứng lên thắp cho lũy ba nén hương để mong cho con trai của mình được ăn nghỉ. Ông giáo tần ngần một lúc dường như cũng không nhìn được nữa mới đặt cái cốc vối xuống rồi bảo. Tôi nói thế này, được thì ông bà để, không thì cũng xin ông bà bỏ quá cho tôi. Tôi nghĩ là, là cậu lũy nhà ta là chưa ăn nghỉ đâu, cậu vẫn về đấy. Hay là ông bà mời thầy về làm lễ cầu siêu cho cậu ấy? Hai vợ chồng có ông bà báo nhìn người nổi tiếng không mê tín trong làng bằng một cặp mắt kinh ngạc, rồi lại đổi hướng nhìn lại qua nhau Bà báo vừa lấy vật áo thấm nước mắt vừa bảo nhỏ với ông giáo hòe. Nhà em cũng muốn thế lắm chứ bác. Nhưng mà bác xem gia đình em hoàn cảnh như thế này. Nên cái áo quan cho cháu còn mua cái loại ọp ẹp rẻ tiền. Thường chừng như bóp tay vào đã nát vụn cả ra. Thì làm gì có cái điều kiện để mà 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 mời thầy về làm lễ. Ông báo cũng buồn bã tiếp lời của vợ. Tiền bạc đã đành bác cả. Nhưng mà giờ bác biết đấy nhà em neo người thế này hơi sức đâu mà tìm thầy tìm bà về làm lễ cho cháu khổ thân cái thằng lũy chết cũng chẳng được yên thân sao nó hiện về làm gì nó không biết bà báo nghe chồng nói lại hướng mắt lên bàn thờ chấp tay khấn vái con à con chẳng may vắn số thì bố mẹ cũng đau lòng đến đứt từng khúc ruột nhưng mà thôi con con ăn nghỉ đây chín suối bố mẹ sẽ ngày ngày hương khói cho con đừng oán nận đừng mang oán niệm trong lòng buông bỏ cả đi lũy số mình nó chỉ được đến thế mà thôi ông giáo hòe trong cái cảnh ngậm ngùi ấy thì chẳng biết phải làm sao đành thở dài một tiếng rồi đứng dậy xin phép ra về vì bộ quần áo trên người dính bê bết bùn đất đã làm cho cái lạnh thấm vào da thịt khiến ông hắt xì mất mấy hơi trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ông báu buồn bã nhìn nhau cố nén nỗi đau trong lòng để sống tiếp những ngày sắp tới nhưng những ngày sắp tới cũng chẳng dễ dàng với họ ông giáo là một người lễ độ hiểu thấu lễ nghi cho nên câu chuyện sáng sớm gặp ma ông không hé răng kể cho một ai vì lo lại làm ảnh hưởng khiến chính vợ chồng của ông bà báu buồn lòng nhưng mà trong làng yên lộ chẳng phải chỉ có một mình ông giáo trông thích cậu lũy hiện về cách ngày hạ huyệt trôn cất con trai đúng một tuần sau đó khi mà ông báu ra chợ mua thức ăn thì lại thấy bà con trong xóm chợ đang xôn xao bàn tán. Kẻ nói người thưa nhưng mà ông đi đến đâu cũng thấy người ta dừng lại ngoái cổ nhìn theo. Thế sự việc có phần hơi lạ lạ, ông tranh thủ mua vội một ít chút đồ ăn rồi kéo tay chính bà bán thịt mình mà hỏi. Này, mấy ông bà đang nói xấu gì tôi có phải không? Người đàn bà bán thịt mặt hơi ái ngại đưa mắt nhìn người bạn hàng bên cạnh rồi cầm luôn con dao bầu chỉ chỉ theo thói quen về phía bên kia dạp hàng cá tô mà nói bác ạ à, bác cứ sang đấy hỏi đi chứ chứ em cũng cũng không biết gì đâu ông báo vực mình nghĩ lại có việc thị phi dính dáng đến nhà mình bèn xoay người dạo bước đến hỏi tội con mẹ hàng cá vốn có chồng làm người đánh dập người phụ nữ nổi tiếng trung hoa nhất cái điếm chợ của làng yên lộ này hôm nay nhìn ông báo với ánh mắt kinh ngạc điếng hồn y như trông thấy một người mới bước chân về từ cõi chết. Bà ta há lớn miệng ú ớ không thành tiếng rồi ngã ngửa rất đằng sau, suýt nữa thì lộn cổ luôn vào cái chậu cua đồng ở dưới đất. Ông máu cũng hốt hoảng tái mặt giơ tay kéo bà ngồi dậy rồi ấp búng. Sao, sao thế hả? Tôi có làm gì đâu mà 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 chị phải ngã bổ trứng ra thế. Bà bắn cá su hai tay khuôn mặt vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh mà lấp bắp nói. À, tự, không, không, không có gì đâu, Thế nhưng mà ai làm gì mà chị sợ như thế? Người đàn bà bán cá lại đưa nhìn khắp xung quanh, thế khuôn mặt ai cũng tỏ ra ái ngại thì mới lên tiếng nói. ôm um, hôm qua, chồng của em đi đánh dặm thì, thì thì gặp thằng Lũy. À mà thôi em nhầm mà à, gặp cậu Lũy nhà bác hiện về. Giờ này đang nằm ở nhà sợ quá không có dám ra đường đấy bác. Ông báo nghệt mặt ra như ngỗng nghỉa, tay cầm sâu thịt suýt nữa rơi xuống đất. Họ không biết con trai của ông đã làm gì khiến cho lão đánh dậm sợ sệt đến mất. Khiến cho lão đánh dậm sợ sệt đến nỗi mất hồn mất vía như thế. Nhưng mà lần đầu tiên cả ông và những người dân trong làng cảm nhận được sự kỳ bí dị thường của vong linh người chết. Và bất cứ ai cũng có vẻ kiêng rẻ cây gốc đa nơi cậu lũy nhà ông báo treo cổ. Họ cho rằng cái cây ấy đã hóa thành cây ma, hay nói đúng hơn là cả cái cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã bị ma thần vọng ám lấy Phong linh của cậu Lũy vẫn lẩn quẩn ở đó chứ chẳng được đầu thai. Phải đợi đến bao giờ cậu tìm được người thế mạng trong mình, cho đầu và sợi dây thầm lọng ở chính cái chỗ ấy, thì mới có thể xuống dưới vàng chuyển thế phục sinh. Những câu chuyện dị thường nhốm màu sắc mơ hồ quái dị như thế, càng được người dân trong làng truyền tụng, thậm chí đến tai cả cơ quan địa phương. Thời ấy, việc hoạt động cúng bái lên đồng xem bói vẫn bị xem là mê tín dị đoan, những câu chuyện ma quỷ hoang đường vẫn là một trong những hồ tục mà chính quyền địa phương luôn để cao đấu tranh giải quyết. Tin đồn về gốc cây đa cổ thụ có vong hồn người chết treo cổ hiện về khiến cho mấy lần ủy ban phải họp cử tri, thậm chí cho đến từng nhà để làm công tác tư tưởng. Dân làng quả nhiên cũng thôi không bàn tán nữa. Họ thôi không bàn tán vì họ nể những người làm trong chính quyền, nể cái chức phận và học thức. Chứ sâu trong thâm tâm thì ai cũng tin rằng chuyện người chết thiện về là có thật. Dưới những biện pháp công tác tư tưởng của chính quyền, mà nói đúng ra thì các cán bộ đều đến tính chất tế nhị của vụ việc, không cần thiết phải khơi ra, vì chỉ làm đau lòng người sống. Cho nên cuối cùng câu chuyện ma chết treo trên cây đa cũng chìm xuống một thời gian. Nhưng mà người ta vẫn tránh không đến chỗ con đường có gốc đa vào lúc nửa đêm về sáng, Đối với ông báo những tưởng tất cả đã êm xuôi vì lâu nay không có ai nhắc đến con trai của mình. Nhưng mà một ngày nọ thì cơn sóng cồn lại một lần nữa bùng lên, khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp. Lúc ấy đã quá nửa đêm, thời tiết đã vào xuân đấm áp, không còn cái lạnh tái tê cắt ra cắt thịt, như những ngày đông tháng giá. Nhưng mà trời vẫn còn lâm thâm mưa phùn giả dích. Huê giật mình choàng tỉnh dậy bàng hoàng nhìn xung quanh căn nhà vẫn đang bờ tối, cô đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ đã quằn quại vùng vẫy đến cả mấy phút đồng hồ mới có thể mở mắt ra để thức giấc Huy đang ngồi tựa lưng vào vách nhưng lại dùng mình rụt lại kéo cái chăn lên phủ kín tấm thân đang run lên vì rét nhưng mồ hôi mồ kê vẫn còn đang nhễ nhại đầm đìa trên mặt và ướt đẫm cả cái váy ngủ bằng lụa nõn chồng mua tặng thở hồn hển một hồi rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết diễn ra trong cơn ác mộng Bên cạnh Huê trong cái màn rộng màu trắng đục, đông người chồng giàu có của cô vẫn còn đang ngủ vùi một cách bình lặng, như không hề biết những biến cố hãi hùng vừa xảy ra trong giấc mơ của vợ. Anh nằm nghiêng người, người xoay lại phía của Huê, mặt quay vào trong vách thở đều từng nhịp. Huê với lấy cái quạt nan giấu ở dưới chiếu quạt lia lịa, dù trời vẫn còn hơi xe lạnh. Được một lúc thì cô lại hạ xuống lấy tay khẽ lay vai của chồng. Mình ơi, mình, Dậy đi, dậy đi em bảo cái này. Đồng không đáp, nhưng hơi ngửa mặt ra đằng sau. Có những mắt nhìn Huê rồi lại nhắm ngay. Một lát sau mới lẻ nhẹ hỏi. Ôi trời ơi, cái gì thế? Còn sớm mà mình đánh thức làm gì sớm thế hả? Huê sốt ruột nắm lấy tay của chồng giật mạnh mấy cái mà dục Dậy, dậy đi mình, em kể cái này ghê quá. Đông khét xoay người nằm ngửa ra đằng sau, khuôn mặt giữa đêm hôm tái nhợt và trắng bệch như một xác chết đắt liệm vào hòm khiến cho huê hơi giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt của chồng đồng cau mày giọng hơi pha chút bực bội vì giữa nửa đêm bị vợ mình đánh thức thì mình cứ kể đi tôi vẫn còn nghe đây mà sao không đợi đến sáng mai rồi kể lắm chuyện quá cơ để tôi ngủ mai tôi còn phải đi làm đấy chứ huê nằm xuống bên cạnh chồng hai hố mắt trống sâu đỏ hoe vì thiếu ngủ lo âu rồi bảo mình ơi em vừa nằm mơ Mơ thì cái gì sao cứ ấp à ấp bông thế Hơi thích chồng của mình sốt ruột Thì mới hít một hơi thật sâu Như cố lấy lại bình tĩnh rồi nói Em em vừa mơ thấy anh lũy mình à Vừa nghe nhắc đến người yêu cũ của vợ Đông đã tỏ ý không vui liếc mắt sang ngang giọng hơi gắt Ơ hay nhỉ mình lạ thật đấy Mình nằm mơ thấy tình nhân cũ Thì kể với tôi làm gì nhưng lúc nói xong Đông mới khẽ giật mình vì đôi mắt của anh đã quen với bóng tối và phát hiện ra những nét nhợt nhạt tái xanh lo âu đang hiện rõ ràng trên khuôn mặt của vợ. Tự dự cảm thấy có chuyện chẳng lành Đông ngồi hẳn lên trước mắt mấy cái rồi hỏi Thì thêm mộng mị kiểu gì mà mặt mũi xanh sao như tàu lá chuối thế hả? Đến lúc này Huê Mỹ bùi ngồi kể lại giọng đẫm lệ hơn như thể sắp khóc. Em đang nằm ngủ thì em nghe thấy tiếng cọt kẹt ở trước hiên Em ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy ngoài trời hình như là tăng tảng sáng. Gà trong thôn có khi là còn chưa gáy tiếng thứ nhất. Người nhà mình thì cũng chưa ai tỉnh giấc cả. Thế mà cái tiếng động cọt kẹt thì nó vẫn cứ phát ra đều đều ở trước cửa. Em thấy lạ quá gọi vọng ra hỏi xem là ai thì lại không có ai trả lời cả. Âm thanh cọt kẹt cứ đều đều vang lên át cả cái tiếng gió thổi ở ngoài. Trời thì mưa lâm thâm, mấy cái cây ngoài hè ướt đẫm hết cả, Sương muối lại dày đặc cho nên là em cũng chẳng thích được gì Nghĩ trong đầu là thử ra ngoài xem sao cho nên là em mới tung chăn vùng dậy Lúc ra đến cửa thì mở ra thì hóa ra đó là anh Lũy Trời đất ơi mình ơi Anh Lũy lúc ấy anh lùng lẳng đó Thất cổ chết trong ngay trước hiên nhà mình đó Em sợ qua em mới vùng dậy gọi mình đấy Đông nghe vợ kể mà nửa tin nửa ngờ Quả thật là chuyện hồn ma của Lũy hay hiện về chỗ cây đa giả cổ thụ Thì anh cũng có nghe nhiều lần nhưng mà bản thân của anh cũng chẳng vui vẻ gì cho nên là cố tình giả điếc. Nhưng mà chưa một lần nào anh trông thích cả. ấy thế mà nghĩ đi nghĩ lại thì nếu lũy có hiện hồn về thì phải hiện ở chỗ gốc đa chứ mò về đây làm gì không biết. Đồng giữ thái độ trung lập chưa biết xử lý thế nào thì Huê lại lên tiếng. Mình à? Hay là mình dọn lên tỉnh sống đi? Chứ ở mãi cái xó này hết chuyện ma quỷ tâm linh lại nghe hàng xóm láng giềng bàn tán em em mệt mỏi lắm Đông thở dài cao mày nhìn vợ Quả thật là Huy nói đúng Đông đã phải chịu nhiều điều tiếng của thiên hạ Nói anh chẳng ra gì đã cướp vợ của người ta Thậm chí có kẻ ác mồm còn vu luôn cho Đông Cái tội ra tay hãm hại treo cổ chết người Rồi dựng hiện trường giả Làm mấy người công an xã lôi Đông lên đồn thẩm vấn mấy hôm Nhưng mà thật ra đó chỉ là đồn đoán lung tung bậy bạ Đông giết lũy làm gì khi đã lấy được khuê cái chết của Lũy chẳng qua chỉ là sự yếu lòng phút chốc không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng mà đêm nay khi nghe vợ kể về giấc mơ quái dị, chính đông lại tự nảy trong đầu một tính toán có không kém vận ngớ ngẩn. Sáng mai khi tỉnh dậy, đông sẽ ra ngoài bìa làng, chặt đứt cái cảnh đa ngày xưa Lũy thất cổ. Để coi như là cắt phăng nguồn cơn của những tin đồn khó chịu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ yên bình của anh thời gian gần đây. Ý định đó của Đông không nói với vợ mà cứ như vậy âm thầm thực hiện. Sáng hôm sau, Đông lái con xe cúp kim vàng giọt lệ nổi tiếng cả làng chưa có cái thứ hai, đi phăm phăm băng qua cánh đồng, thẳng hướng con đường nhỏ đâm ra gốc đa cổ thụ để thực hiện cái dự định mà Đông đã nung nấu cả đêm. Con dao bổ củi thuộc loại nồi đồng cối đá lưỡi to như bàn tay, vừa dày vừa nặng được Đông buộc ở yên sau. Vừa đến nơi thì Đông đã lôi ra cắm phẩm xuống đất, anh chăm chú nhìn lên từng nhánh cây, từng bọng thân trồi ra, thầm xác định xem đâu mới là vị trí trước đây mà lũy đã từng treo cổ. Nhiều người có việc đi ngang qua tái mặt trông theo, không ai hiểu đông định làm gì mà mò mẫm ra đây khi trời vừa hưởng nắng. Người ta cũng không nán lại quá lâu vì vẫn ám ảnh về bóng ma của lũy. Đông sau khi quan sát một hồi nhận ra đúng là cái nhánh cây ngày trước của người yêu cũ vợ mình treo cổ, thì tay sách dao thoăn thoắt ôm thân cây mà trèo lên vừa làm đông vừa nghiến răng nghiến lợi và tự nói mà vì quỷ cái khỉ gì toàn là những cái chuyện vơ vẩn buồn thần bán thanh chưa dứt lời đông chấm mạnh xuống nhưng người tính không bằng trời tính cái cây đa chìa ra ngoài trông to lớn là thế mà khi đông chỉ vung con dao xuống đã rung lên bần bật răng rắc kêu lên từng hồi rồi gãy lìa kéo luôn cả đông ngã bịch xuống đất Khoảng cách từ cành cây xuống đất không quá cao chỉ chừng 2 mét. Giá mà bình thường thì có ngã cũng chẳng sao. Nhưng mà lúc đó đông lại đang lăm lăm con dao bổ củi. Trong lúc cuống cuồng giật mình bị tai nạn bất ngờ, con dao sắc lẹm vô tình khua trúng cẳng chân, cắt đất đường dài thấu đến tận xương, gần như làm đứt lìa cả bắp thịt. Tiếng cành cây đổ gãy cộng với tiếng hét thất thanh của đông, nhanh chóng lôi kéo những người đi đường lao đến cứu trợ. Đông được đưa đến trạm xá với vết thương còn đang ổng ọc máu. Ở trạm xá người ta cũng chỉ sơ cứu buộc caro cầm máu cho Đông, rồi vất vả đưa Đông lên bệnh viện tuyến trên, hy vọng có thể nối liền đoạn chân gần như đứt lìa vô cùng thê thảm. Đông đi cùng chiếc xe cứu thương của chồng nhìn mặt của Đông tái đi vì mất máu, mà nước mắt ngắn dài đau lòng nói, Ôi anh ơi là anh, sao anh lại dại dột thế này? chiếc xe ấy đưa thẳng đông vào bệnh viện tỉnh rồi để lại hai vợ chồng trẻ ở lại luôn cả tuần lễ mới được về nhà khoảng thời gian đông nằm viện trong làng tiếp tục rộ lên tin đồn khủng khiếp ma mị về cây đa cổ thụ và bóng ma của lũy có người thì trông thấy lũy vất vườn dưới gốc cây với cổ dài ngoảng ngoãng bị kéo giãn ra như cổ rắn có người bảo lũy vẫn chưa siêu thoát hồn vẫn còn vương vấn ở trần gian đợi người thế mạng bởi vì mối thù cướp mất người yêu cho nên lũy mới tìm cách lôi đông trèo lên nhánh cây khô mục ấy rồi để anh ngã xuống suýt nữa mất luôn cái cẳng chân họ nói vậy thôi chứ có ai biết được nguyên nhân sâu xa chỉ vì đông quá ghen tuông muốn tìm cách trừ bỏ luôn câu chuyện tầm vào mà dân làng đang đồn đại khiến cho đông xấu mặt và ám ảnh luôn cả huê làm cho cô nằm mơ gặp ác mộng đôi khi người chết rồi lại thành đề tài bàn tán xôn xao là vì thế những lời đồn đại ma quỷ dùng mình lại một lần nữa đến tai của ông bà báu. Xoáy sâu vào vết thương lòng còn chưa lành lặn, khiến cho họ nhớ mãi hình ảnh người con trai dại dột tự kết liễu đời mình. Vì một lý do quá ư dại dột, làm cho bố mẹ mất đi người con trai nối dõi. Câu khiến cho ông bà báu mang tiếng với xóm làng, trở thành hai người già cả mà lại chịu được biết bao lời đồn ác ý lý đã chết đi phận làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình được mồ yên mà đẹp yên ổn như chín suối chứ ông bà báo mong con về làm gì cho thêm đau lòng thế nhưng mà sự việc cứ như vậy diễn ra đầy hai cảnh già nua nghèo túng càng thêm khốn khổ làng yên lộ năm đó như thể chìm sâu vào cái không khí ma quái kinh hoàng nặng nề đặc quánh đến khó thở những người cha người mẹ nhốt chặt những đứa bé ở trong nhà thậm chí là đi đâu họ cũng mang theo gậy guộc, dao búa để phòng thân. Người ta cũng ít đến thăm nhau vào buổi tối, có đi đâu cũng túm năm tụm ba kéo đàn kéo lũ, chứ chẳng ai dám ló đầu ra khỏi cửa, mỗi khi trời đổ về chiều. Sự kinh hoàng phủ kín cả một ngôi làng vốn vô cùng yên bình tĩnh mịch. Một số người không giữ được lòng tin còn thỉnh thầy mo bà then, thầy pháp từ những nơi xa xôi tít tắt, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ, những mong sẽ bảo vệ được gia đình. Những người theo đạo Phật cũng gõ mõ tụng kinh, xì sụp khấn vái để ông bà có sống khôn thác thiêng, hiện về để phù hộ. Bóng ma của con trai thất cổ dưới gốc đa giả cỗi dường như trở thành một thứ truyền thuyết gây người. Ám ảnh lên cả vùng đất chỉ toàn những người nông dân hiền hậu. Công tác tư tưởng của cán bộ địa phương giờ đây cũng như muối bỏ bể, không thể nào xót tan được nỗi nghi ngờ lo lắng về những chuyện mê tín dị đoan các bô lão trong làng liên tục tụ họp nhau ở sân đình bàn cách để đối phó với hồn ma của lũy như một thứ dịch bệnh chết người có kẻ còn khuyên các cụ nên mời cả thành hoàng làng về để trừ hại cho dân những tin đồn mê tín hư ảo cứ như vậy lan rộng khiến cho các cán bộ trên xã phải bó tay khổ nhất là mấy ông bí thư từ đoàn đến đảng phải dơ đầu chịu đựng những lời than phiền của thượng cấp trong một cuộc họp bàn giữa cơ quan chức năng và cả nhân dân trong làng đã có người mạo muội lên tiếng về việc chặt bén cây đa cổ thụ đấy đi lấy làm củi đun nhưng luôn bị cả làng mắng át nhắc nhở lại cho người đó nhớ đến cái tấm thân tàn tạ của đông rồi đã trở thành một kẻ tàn phế chỉ vì dám xúc động đến oai linh của thần của quỷ gọi Đông là người tàn phế thì xem ra hơi quá vì thật ra sau khi chạy chữa khắp nơi ở trên huyện trên tỉnh, cái chân của Đông cũng phục hồi được phần nào. Cho dù vẫn còn phải chống nạn bước đi có phần vất vả vì vướng đến gần cả ba chục mũi khâu, thì ra có kéo nhau đau nhức ê ẩm suốt mấy tuần. Trong số những người không tham gia vào chuyện họp bàn của làng xã khi ấy, đương nhiên có cả Đông, phần về vết thương còn đang hành hạ phần vì anh không muốn mình và gia đình trở thành một điểm nhấn để cho cả làng cùng hùa nhau và chú ý hoặc là lôi ra hạch hỏi đủ điều lần đầu tiên đông ngẫm lại những hành động của mình và thấy đó là dại dột mọi việc sáng hôm đó diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp nhận ra đầu đuôi thế nào thì đã bị ngã vật trên nền đất con dao thì chặt phăng qua cả bắp chân đã cũng xem như là cái giá phải trả cho hành động ngu dại của mình dám phá hủy cái nơi mà vong hồn của người chết vẫn còn nương náu. Việc làm dại dột chỉ để thỏa mãn cái ham muốn ích kỷ nhất thời của đông, giống như một mồi lửa châm vào đống củi đất tầm đầy xăng, gây nên bao sự náo loạn trong làng. Giờ đây làng yên lộ không còn cái màu sắc bình thường thuở trước, đi đâu cũng thấy người ta nói chuyện ma quỷ vong linh. Họ đổ lỗi tại ông bà báu không biết dạy con Lúc sống thì vô dụng rồi cả khi chết đi cũng không để cho xóm làng được yên thân, suốt ngày quấy phá. Họ cũng chỉ trích cô Huê lại là con gái tham vàng bỏ ngài. Lấy đông chỉ vì gia sản kích xù của cha ông để lại, chứ thật ra thì không yêu thương gì đông cả. Đâu không biết ông bà báu cay đắng thế nào, chứ riêng về phần mình thì đông buồn lắm. Buồn về cái miệng lưỡi ác nghiệt của người đời, kẻ sống không tha người chết cũng chẳng yên, Đông ban đầu không hề có mặc cảm tội lỗi gì về cái chết của Lũy Nhưng nay cũng phần nào cảm thông Nhưng ngầm hiểu được cái đau khổ mà một kiếp người đã phải chịu đựng Ngày hôm ấy trời đã về chiều Hai vợ chồng của ông báo đang ngồi ăn cơm trong gian nhà mái tranh vách đất Âm mưu khoảnh khắc bóng người Vì từ bấy lâu nay người ta vẫn nghĩ Gia đình của bà là nơi hồn ma của Lũy thường hay lui tới bởi thế mà căn nhà vốn dĩ tiêu điều cô quạnh từ sau khi lũy mất đi, giờ lại càng nhốm màu thê lương buồn thảm, vì ít có hàng xóm láng giềng chạy qua hỏi han tâm sự. Chỉ còn lại mỗi hai vợ chồng lùi thổi vào ra, sống dưới con mắt phán xét kinh sợ của cả làng cả tổng, mà vẫn phải ngày ngày chịu đựng không biết làm sao. Bà báo đang với lấy cái dế đựng nồi cơm kéo lại bên mình, vết nốt chỗ cháy cho vào trong bát của chồng, thì nghe ở ngoài ngõ có tiếng xe máy rìn rìn tiến lại. Nhà bà từ ngày mang tiếng là căn nhà ma ám thì luôn đóng cửa im lìm. Thế chiếc xe máy dừng lại trước cổng hai vợ chồng ông ngạc nhiên lắm. Không biết ai lại đến vào nhà mình vào lúc cuối ngày. Bà báo đã toan chạy ra mở cổng nhưng ông báo đã nhanh chân, lững thững bước ra ngoài. Định thò cổ ra xem ai, chứ ông không có hy vọng nhà mình có khách. Nhưng trái với dự kiến của ông, cái xe máy chiếu ánh đèn hắt vào trong cẩm rồi sau đó lại tiếng gõ nhẹ từ ngoài lớp gỗ, cùng với một giọng nữ dịu dàng mà từ lâu ông chưa được nghe. Chú Báo ơi, chú Báo, chú có nhà không ạ? Bà Báo lúc này cũng chạy ra xem ngơ ngác nhìn chồng rồi đưa mắt nhìn ánh đèn xe phía sau cánh cầm. Tiếng nói đó chẳng phải của ai xa lạ mà chính là của đứa con dâu hụt mà bà Báo thẳng tay chỉ mặt xua đuổi trước hàng chục người trong đám tang của lũy thế tại sao giờ này mọi việc còn chưa êm thấm con bé này lại đến đây bà tự hỏi lòng mình rồi dường như cũng dần được cơn xúc động dạo bước tiến lên rút then cải cầm trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng nhìn huê rồi nói chào cô cô đến tìm vợ chồng chúng tôi có việc gì không nhưng bà còn chưa nói hết ý huê cũng chưa kịp đáp lời thì từ phía sau xe nhảy xuống một người đàn ông kỳ dị vóc dáng thấp còi trông toàn thân chỉ gầy như đứa trẻ, khuôn mặt hốc hác đến độ giận người, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như bóng đèn, chiếu thẳng tia nhìn rõ xét vào mặt của hai vợ chồng ông bà Báu. Thế bà Báu hơi xứng người, người lạ mặt ấy chắp hai tay khẽ cúi đầu xuống nhẹ giọng nói. Chào ông bà, bần đạo là đạo sĩ núi Lao, có việc từ Trung Quốc sang đây. Đúng lúc nhận được thư mời từ gia đình của cậu Đông cho nên mạo muội đến nhà của hai vị hai vợ chồng già ngơ ngác nhìn nhau không hiểu kẻ quái dị kia là ai bề ngoài nhìn khác biệt nhưng âm điệu trong lời nói vô cùng dễ nghe người đó nói rằng đến từ trung quốc nhưng lại giành dõi cả tiếng việt tự nhiên tự tại gạt hai vợ chồng ông bà báu qua một bên đi vào trong căn nhà mái tranh vách đất khuê đi sau chỉ tay vào người lạ mặt rồi ấp úng thưa dạ đây là đạo sĩ họ vương người ở tứ xuyên vì gia đình chồng cháu có quen biết cho nên là mời về đây rồi cháu nhờ sang đây để làm lễ cầu siêu cho anh lũy à bà báo ngạc nhiên lắm đã toan từ chối nhưng lại thấy nét mặt buồn rầu khổ sở mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng đang trào lên khóe mắt của cô con dâu hụt ông báo cũng nhìn ra điều đó lắc đầu thở dài đáp thay lời của vợ nhà cô chú hoàn cảnh thế nào thì chắc cháu rõ hơn ai hết nói thật là từ lúc thằng lũy nó chết đi lại càng khó khăn hơn chứ không có điều kiện để trả tiền muốn thầy muốn bà gì về đâu thôi hay phiền cháu đưa ông đạo sĩ về vậy chứ ông báo còn chưa dứt lời thì vị đạo sĩ dáng vẻ xấu xí kỳ quặc kia đã mỉm cười nói nhân duyên là tiền định cũng như là mệnh trời đặt ra khó cưỡng người sống trên đời đều phải trải qua khổ tận cam lai thì sau này mới đạt được những mong cầu lớn lao hạnh phúc xin thưa với ông bà bần đạo sống qua ngày cũng nhờ vào nước mưa cơm hầm gạo thiêu chứ không phải là mâm cao cỗ đầy gì cả bần đạo đến đây thật ra cũng chẳng vì gia đình của vị nữ thí chủ này mời tới mà là do cái duyên cái nghiệp một người tu hành gặp phải nói đến đây vì đạo sĩ dừng lại gãi gãi mái đầu lòa xòa dáng điệu như một con khỉ lớn rồi trầm ngâm nói ông bà có biết vì sao bần đạo khi nãy lại nhắc đến kiếp sống nhân sinh của con người phải trải qua bể dâu khổ cực không bởi vì sinh lão bệnh tử là một vòng tuần hoàn của trời đất của con người trong cái vòng tuần hoàn đó bất cứ ai cũng phải hoàn thành cho trọn vẹn vì người ta không chỉ sống vì mình mà còn vì những mối liên hệ những mối quan hệ cầu lũy nhà ta treo cổ tự tử trong rất nhiều tôn giáo từ nho giáo cho đến phật giáo đều nói khi tự sát sẽ phạm vào ba tội nặng một là bất hiếu với song thân hai là tự hủy hoại hình hài phụ phúc báu hy hữu có được thân người ba là ngu si vô trí sau khi tự sát thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triển miên không thể nào thoát ra được khỏi cõi trần gian bị đọa đầy nhiều ngày nhiều tháng cho đến khi bệnh số ghi chép ở thiên thư thật sự chấm dứt thì mới được siêu thăng cầu lũy nhà ta cứ liên tục hiện về báo mộng thậm chí là hình ảnh tự sát lặp đi lặp lại cũng vì lẽ ấy. Phong linh của người chết vì tự tử sẽ phải làm đi làm lại cái hành động ấy, chịu dày vò đau đớn vì chính việc làm trong phút bộc trực của mình. Nhưng cứ phải lặp đi lặp lại, như một hình phạt mà địa phủ âm tạo dành cho những kẻ hy sinh thân mình về những điều tiêu cực khoang phí tuổi xuân bất thiếu với sòng thần phụ mẫu hai vợ chồng của ông báo nghe xong thì tái mặt lặng người không biết phải làm thế nào để có thể giải thoát cho vong linh của người con trai dại dột cũng không thể để lũy cứ mãi mãi hiện về trở thành một thứ hồn ma bóng quế gieo rắc nỗi sợ hãi lên dân làng vị đạo sĩ nọ cũng hiểu ra cái khó cho hai vợ chồng già Thở dài lặng lẽ ra ngoài nhờ huê về báo lại với đông sắp xếp những gì cần thiết để ông làm một nghi lễ cầu siêu cho vong hồn của người quá cố nhắc nhở cho mọi người bài học về việc sống chết ở đời nếu cứ cố tình cải thiên truyền địa thì có khi chết cũng chưa được yên thân mà còn tổn hại đến cả những người thân thuộc sau buổi lễ ấy người ta thấy ông đạo sĩ trở lại đất tàu và cũng từ đó cây đa cổ thụ được trở về dáng và hiền hòa yên bình thuở trước hồn ma của người con trai dại dột cũng không hiện về thêm lần nào tuy nhiên lâu lâu những cụ cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe về những điều kỳ bí xác chết ở di cốc đa này Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.